Hi, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một cái ly nước uống để mà trị bệnh gút nha. Thì người Nhật họ thường sử dụng cái loại này để mà trị bệnh gút. Tại vì bệnh gút đó là một cái bệnh mà cho dù mình có đi bác sĩ nó cũng không có hết, uống thuốc nó hết, nhưng mà mình ăn đồ vô là mình tái phát lại. Cho nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà người Nhật trị bệnh gút như thế nào nhé. Thì để trị bệnh gút thì chúng ta cần có là chuối nè, rồi chuối xanh đó các bạn. Người miền Nam gọi là chuối già hương, rồi sữa tươi không đường nha, rồi bột quế thì các bạn mua ở ngoài siêu thị có một hũ 40-50 nghìn gì đó, nhưng mà mình sử dụng được rất là nhiều. Bây giờ mình cùng làm nhé. Thì mình chuẩn bị là chuối chín nha, sữa tươi không đường, đây là bột quế. Thì một trái chuối, và mình để sữa tươi vào. Tầm khoảng một ly thôi các bạn. Nửa muỗng cà phê bột quế, nửa muỗng thôi nha các bạn. Sau đó mình xay nó lên. Sau đó mình cho vô cái ly và mình có thể để vào ngăn đá, ngăn đông á, cho nó lạnh lạnh rồi uống. Thì mỗi ngày mình uống một ly, kèm theo một cái viên thuốc nữa. Thì tầm khoảng không tầm không không đến một tuần thì các bạn sẽ hết gút. Và khi mà cái mình bị thấy cái chân hoặc là cái mắt cá của chân á nó hơi sưng to lên á, thì mình hãy làm cái này uống rất là tốt. Và những cái người mà bị bệnh xương khớp á thì mỗi ngày uống một ly nó sẽ không có bị bệnh nhất. Mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách làm một cái ly sữa, cái ly uống. Thì mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách làm một cái ly sinh tố để uống trị bệnh gút nha.
Ngoài ra thì khi mà các bạn bị bệnh gút thì các bạn nên nhớ là tuyệt đối không được ăn những cái loại mà đậu, bộ đồ lòng của động vật nhé. Rồi cái thứ hai nữa là mình không được uống bia, tức là uống rượu ít thì được nhưng mà uống bia thì không được uống, tại vì khi uống bia thì cái bệnh gút nó sẽ tái phát lại. Khi mà mình cảm thấy mà cái chân mình nó có dấu hiệu như là hơi ơi 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 sắp sửa có, tại vì bệnh gút khi các bạn dễ phát hiện lắm, khi cái trên cái mắt cá của ngón tay hoặc là ngón chân chúng ta sẽ nó đau đau ửng đỏ thì từ từ nó sẽ phì to lên. Nhưng mà nếu mà các bạn mà hơi hơi đau thì mình uống uống một ly hai ly này vô là một viên thuốc hai viên thuốc là nó sẽ xẹp liền. Các bạn hãy share video này cho mọi người cùng biết để khi mà bị bệnh gút thì dùng nó để tránh, vì bệnh gút rất là đau, khó rất là khó chịu. Mà cái ly sinh tố này vừa rẻ tiền vừa uống, mà ngoài ra nó còn có công dụng là khi những người mà bệnh đau nhức á, thì người ta uống nó, tại vì có chuối đó các bạn. Mọi người nếu mà ăn mình uống nó vừa là trị bệnh nhức nữa đó. Cảm ơn các bạn theo dõi video nhé. Các bạn hãy like và share, chia sẻ cho nhiều người cùng xem nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau nhé.